Ôi dê, quá ngon luôn các bạn ơi. Đây, mùi cơm chín cực kỳ luôn. Quá ngon luôn. Ôi dồi, tuyệt vời luôn các bạn ơi. Tuyệt vời, trên cả tuyệt vời luôn. Quá ngon. Các bạn còn cái gì bằng nữa đúng không? Đấy, tự dưng không mất một đồng nào, lại có cái nồi cơm. Đấy. Các bạn xem cơm này chín đều chưa này. Đấy, ngon chưa? Thế là thành công rồi nhé các bạn nhé. Nếu mà thành công thì các bạn ấy Kính chào anh chị, quý vị và các bạn đã đến với kênh 4 mùa TV nhé. 4 mùa TV hôm nay sẽ gửi tới quý vị và các bạn một cái clip là sửa cái nồi cơm hỏng các bạn nhé. Thì đầu năm mới thì mình cũng chúc tất cả các bạn một năm mới an khang thịnh vượng và gặp thật nhiều may mắn các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ thực hiện sửa cái nồi cơm điện ấy. Mình xin được ở bà cô, mình vừa đưa đứa con nhỏ đi học nên là gặp để cô định vứt đi rồi, nên là bây giờ mình mang ra mình xem thử, mình chưa tháo đâu, bây giờ mình sẽ xem thử cho các bạn nhé. Đây, mình bảo là 4 mùa thì các bạn, trên đông dưới hè. Đây này các bạn. Giờ mình sẽ tháo ra cho các bạn nhé. Tháo ra để xem này. Kể cả cái nồi cơm này thì nhà ai cũng có thôi, nhà giàu nhà nghèo ai cũng phải đều phải có, nhưng mà mình biết tận dụng nó thì tốt thôi các bạn nhỉ, chứ không nó chỉ ở trong chẳng là mua thế này thôi các bạn ạ. Đây, còn nguyên còn đẹp này, còn chưa gì cả đấy các bạn này. Đứt một cái dây này rồi đây. Đây, chỉ đứt một cái dây này thôi. Đây. Mà cô ấy đỡ, cô ấy vứt đi. Cô ấy định cho bọn sắt bụng rồi đấy. Nhưng mà thôi, mình xin thì cô ấy cho. Cho thì bây giờ mình mang về mình tháo thì mình sửa xem, sửa được thì mình lại dùng thôi các bạn ạ. Thì mỗi cái thế này rồi mà cô ấy nỡ đành lòng vứt đi này. Đấy. Nói chung là cái này cũng mua chỉ đứng giữa được tầm 300-400 nghìn đấy các bạn ạ, chứ phải ít gì đâu. Cái này là sẽ bỏ vào. Mà bây giờ là mình sẽ tháo cái này ra. Buồn lắm các bạn ơi, ai khóc thương cho mình bây giờ. Chả biết có được hay không, hay là còn bị cái khác nữa. Mình sẽ tước ra, mình sẽ quấn nó vào trong này, mình tháo ra, mình vặn vào. Đấy, các bạn ạ. Mình sẽ quấn vào đây xong. Nói chung là các bạn bởi vì là nhiều người không biết, thì người ta cứ bảo hỏng một tí xong người ta vứt đi ấy các bạn. Đấy.
thì thành ra là mình hay tò mò tìm hiểu vì nó hỏng ở chỗ nào, kể cả không lấy được cái nọ lấy cái kia, xong lấy cái đít nồi này này, xong mình làm cái để giữ nhiệt cho các cái nó cơm nó canh các bạn, cứ mà được có cái gì thừa cả đấy, kiểu vứt đi mà mới thừa đấy các bạn. Nhiều người là không biết là vứt đi đấy. Mình thì mình hay tò mò lắm, để mình tìm hiểu xem nó nguyên nhân nó như thế nào, nó hỏng ở chỗ nào. Đấy, thế là xong các bạn, tôi thấy rồi đúng không? Đây, thế là xong. Giờ mình sẽ đắp vào cái đít này nha các bạn nhé. Xong mình sẽ cho vào đây. Mình cũng chưa mở ra ở trong là còn con ruột hay không, mình cũng chưa biết. Cơm này, nhưng mà phải đi thử đã, có biết có được hay không. Đỡ là mình không được, buồn lắm các bạn ơi, ai khóc thương cho mình bây giờ. Đọc cái lỗ của nó. Phần mới thì chẳng qua nữa. Vẫn lâu rồi nó bẩn thế này cho ông chứ. Chưa có gì mà. Đấy nhá đấy con. Đây các bạn này. Ui vừa khiếp thì khiếp luôn. Đây, các bạn này. Đây. Vỗ tay, vỗ tay. Ui, quá ngon luôn các bạn ạ. Đây. Đây. Ui, quá chuẩn luôn. Để đây có được hay không? Là mình cầm cái dây này thử những cái dây này các bạn ạ. Dây. Cảnh gà trống nuôi con này. Gà trống trông con này không phải là gà trống nuôi con các bạn nhé. Con trứng gà. Thì, sáng thì đưa con chị nó đi học thì con em nó mình phải trông các bạn ạ. Đấy, khổ thế thôi các bạn ạ, cuộc đời buồn lắm các bạn ơi. Đây cháy có cái miệng con ơi, tránh ra đi nào. Nhưng mình vẫn sáng thử cho các bạn nhé, con ơi điện năng con nhé. Ui dồi, con ngon luôn này, các bạn này, đây. Này. Ui dồi. Thế này mà định vứt đi các bạn ạ, phí của rồi. Quá phí luôn, mình sẽ cho nước vào thử. Nóng lên rồi các bạn. Nóng lên rồi. Thế là ngon rồi. Có nồi cơm rồi. Vợ mình cũng đang bảo mình đi mua cái nồi cơm. May quá mình xin được các bạn. Vỗ tay, vỗ.
Có lên chưa? Buồn lắm các bạn ơi, tự dưng lại có nồi cơm ngon. Mình sẽ nấu cơm cho vợ mình đi chợ về các bạn ơi. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đong gạo nhé. Đây. Cái nồi này là mình cũng xin về để mình sửa đấy mà. Nhưng mà to quá, nhà mình chỉ có hai vợ chồng với hai đứa con. Nếu mà nấu cái nồi này thì nó vát thì không ăn mềm nồi gì, không nấu được các bạn. Mình nấu con nồi bé này thôi. Nồi bé là mình cũng có một cái nhưng sắp hỏng rồi. Đi thôi vợ, mẹ là định mua cái mới này, định có gạo để nấu thử cho các bạn đấy. Đây, bây giờ các bạn ơi, mình sẽ mở ra thử xem nồi cơm của mình đã chín chưa nha. Ôi giời, quá ngon luôn các bạn ơi. Đây, nồi cơm chín cực kỳ luôn. Quá ngon luôn. Ôi giời, tuyệt vời luôn các bạn ơi. Tuyệt vời, trên cả tuyệt vời luôn. Quá ngon. Các bạn còn cái gì bằng nữa đúng không? Đấy. What? What the fuck? What? Bằng nữa đúng không? Đấy. Tự dưng không mất một đồng nào, lại có cái nồi cơm. Đấy. Đây các bạn. Đây. Các bạn xem cơm này. Chín đều chưa? Này. Đấy, ngon chưa? Thế là thành công rồi nhá các bạn nhá. Nếu mà thành công thì các bạn ấy nhớ chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nhá các bạn nhá. Nhớ đăng ký kênh nhá các bạn nhá. Nhớ đăng ký kênh nhá. Các bạn nhớ đăng ký kênh nhá. Các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho mình nhá. Ok, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.